em đang chuẩn bị ghi danh sách để mà đi về nhà nha mọi người. Đó, nên là cũng cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Đặc biệt là cảm ơn tất cả những bạn tình nguyện viên cũng như là cái khu cách ly này tạo điều kiện tốt cho mọi người được đến đây cách ly. Trần Thị Lan Anh 1987. Bây giờ mọi người đang chuẩn bị. Nguyễn Thị Tuyết Hoa 1991. Đang ghi danh sách để mà trả cho mọi người được xong rồi mình đi về. Trịnh Văn Bông 1994. Đây tất cả mọi người được đi về. Bôn La 1997. Thạch Sam Bát 1994. Thạch Hư 1990. Nguyễn Thế Dân 1964. Thạch Đa. Bây giờ gom đồ lên trả là mọi người. Rồi anh cầm đầu cái phòng này luôn. Đã tiến lên 1984. Lê Hoàng Minh 1988. Đào Tấn Tài 1982. Đào Thanh Tuấn 1988. Võ Minh Quyền 2000. Đây là tất cả những bệnh nhân được đi về trong ngày hôm nay nha mọi người. Trần Quốc Hưng 1975. Thật sự là đi về mà mọi người cứ nhôn nha nhốn nháo, mọi người không có giữ khoảng cách an toàn gì chân. Mọi người cứ tập trung đông kiểu này này mà không có giữ khoảng cách an toàn. Mọi người cứ nghĩ là mọi người hết bệnh không mà trời. Thiệt sự mọi người không có ý thức gì chân nè. Rất là đông luôn. Trước cũng về sau cũng về thì mình phải giữ cái khoảng cách an toàn cho bản thân mình đi. Trời ơi, hồi nãy Nhật để cái vali của Nhật nè ở trong cái góc mát, mọi người cứ xúm nhau mà cứ để gần sợ quá mình lôi ra ngoài nắng luôn, màu đỏ đó mọi người. Đó. Mình phải giữ một cái khoảng cách an toàn cho cá nhân của mình. Chị Trúc, Trúc vui không? Ngày hôm nay là tất cả bà con được xuất viện, coi như là mọi vô đây được khoảng hơn một tuần rồi đó mọi người. Đây là các bạn tình nguyện viên đang gàn lọc danh sách để mà gọi tên từng người. Nhật xin chào tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn. Thì sau khi Nhật đi cách ly ở Mỹ An, Bình Dương về thì trước khi vào phòng cách ly, Nhật có hứa, Nhật có cầu nguyện là cái phòng của Nhật dọn dẹp chỉ có 4 người thôi, mặc dù là tới 12 giường lận. Nhưng mà Nhật cầu nguyện, Nhật nói là mong sao cho con là chỉ có 4 người ở thôi, đừng có người thứ 5 vào. Thì con sẽ nguyện cúng của con dịch quay. Thì sau khi mà những cái lời ước nguyện của Nhật đã thành hiện thực, thì sau khi cách ly hoàn thành một tuần lễ ở Dĩ An Bình Dương về, thì Nhật đã cúng trả lễ một con dịch quay như thế này. Đó, theo cái lời cầu nguyện của Nhật. Thì con cũng xin cảm ơn tất cả các cô chú, các anh chị, những người bút mặt bút mài đã luôn theo dõi cũng như là phù hộ độ cho con, để cho con được cái ước nguyện đúng như những gì mà con cần. Con xin cảm ơn ạ.
Lời nói đầu tiên cho Nhật xin phép gửi lời chào đến tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn. Thì mọi người cũng biết là trong cái thời gian vừa qua, một tuần lễ thì Nhật đã cách ly ở tỉnh Bình Dương. Thì sau khi mà vô phòng cách ly thì ở trong phòng cách ly này nó có 12 giường, nhưng mà tổng cộng là nó chỉ có 4 người thôi. Thì Nhật luôn luôn cầu nguyện ơn trên, cầu nguyện các cô chú, anh chị, những người luôn luôn đi theo Nhật, luôn luôn những người luôn luôn bảo vệ những cái gì mà tâm linh nhất, thì Nhật có cầu nguyện là mong là trong cái phòng đó sẽ có được 4 người thôi, và đừng có bao giờ xuất hiện người thứ 5 tại cái phòng cách ly của Nhật. Thì sau khi Nhật cầu nguyện cái lời đó thì Nhật có hứa là Nhật sẽ cúng một con vịt. Thì sau khi từ ngày Nhật ở phòng đó cho đến Nhật về thì chỉ dọn dẹn có 4 người thôi. Đó, lời cầu nguyện của Nhật đã thành hiện thực. Thì ngày hôm nay Nhật xin phép cúng một con vịt quay. Đó mọi người, một con vịt quay đã chặt xong hết rồi nha mọi người. Thì cùng với lại mấy đứa em ở nhà ăn. Bánh mì thì hiện tại là 7.000 đồng một ổ. Rồi vô ăn đi mấy đứa ơi. Quay chơi chút, nguôi nhẹ chút thôi. Có cái dĩa nè, này lấy chén dĩa vô đừng ăn. Ủa chén này, cái này là gì vậy? Rau quá. Để em đi cái kia. Ê, rau đó ăn được mà. Đó. Ừ. Được mà, thì sáng sái bỏ ra đây mà. Đi, để cái hũ đi, lấy cho nãy anh ăn gian dở. Xong rồi dịch quay đến là cái cúng luôn. Anh chưa em. Ăn bốc con tay ta lại đi chứ khỏi không được, không xong được, tùy mấy đứa. Xin phép ăn trước à. Ủa anh không tắt máy quay hả? Anh đang quay mà. Ủa đang quay luôn hả? Ừ. Thì quay chia sẻ cho mọi người biết là tình hình lý do tại sao mà trong cái mùa dịch này mình ăn dịch quay. Là mình ăn là biết lý do là gì. Cái lời cầu nguyện chứ không phải là ăn để mà phe phang hay gì, không có. Cảm ơn em. Ê, cho nó đũa kia em được. Ừ. Ăn đi. Có ba đứa ăn. Nè. Dạ nhé. Lại đi. Uống bia không? Mày uống bia không? Ê, nhưng mà anh mới dậy uống bia được không ta? Chứ gì anh? Hả? Uống bia được không ta? Bia, em nghĩ là không sao đâu. Còn hai lon này, anh lon mà anh lon. Em không biết, uống. Thì uống đi cho biết. Không biết, không uống đâu. Đẹp biết uống này. Nè. Giờ mình nghe. Uống cho dễ ngủ. Hôm nay anh em chúng tôi ở nhà nhậu nha mọi người. Chào mọi người cái đi. Rồi nó mắc cỡ, nó không dám lên hình mọi người. Chết cha rồi, xong rồi. Làm sao? Đi uống bia đấy, nhưng mà xong không uống được. Hả? Đem đem này. Giang không có chuyên nghiệp nên không có làm được. Cũng em nhận cho chú em rót anh nữa. Hả? Đó, anh không uống đâu. Uống thử cho biết gì đâu. Bữa cầu nguyện đó, nói là vô trong phòng đó, đừng có người thứ năm vô, về cúng dịch quay hên. Mấy phòng kia toàn là phòng nào thấy nó dày đặc ngửi chân. Hậu đến lúc mà ăn cơm mà phải để cho ba người kia ăn hết, anh đi ra ngoài xong rồi ăn xong rồi anh nó chơi vô ăn.
đâu có dám ăn chung đâu. Gì? Ngon nè. Ăn nhiều đi nghe mấy đứa. Dạ. Cũng vừa ăn cơm xong, no rồi. Thì anh cũng ăn mới ăn xôi xong. Con mẹ tí này mà 400 bát này. Giờ mua hứa cho đã đời xong giờ cuối cùng mua đâu được. Mới đầu em cũng theo dõi nhưng mà về sau em thấy kiểu như là bà sư cô này, ông sư áo vàng hay bà áo vàng ấy. Ừ, đúng rồi. Kiểu như là có nhiều cái nó bất hợp lý quá. Không em phải trả theo dõi. Bà sư cô là tham tiền. Tu hành mà còn tham tiền. Đầu tiên là phải nhắm vô Thiên Nga làm từ thiện. Sau này thấy Kim Ngân nhiều người thương quá, cái mới nhắm qua Kim Ngân. Vụ Kim Ngân mua bếp ga làm thằng gào. Bây giờ anh không đi đóng phim nữa à? Là chỉ ngày xưa rồi. Vẫn còn nhưng mà cũng ít lắm. Qua hết dịch chắc anh làm mấy phim ngắn. Anh tự làm, tự lăn gấp. Mời diễn viên đóng. Lúc mà mới liên lạc với anh để chuyển trọng tâm này này. Ừ. Em xem cái trang Facebook của anh. Em đã thấy sao anh này nhìn quen thế rồi. Hình như là mình có gặp ở đâu là mình xem chương trình của anh ấy rồi. Thấy quen lắm. Cách đây khoảng 2 tuần rồi đấy, em xem trên Facebook ấy. Người ta lại nhắc đến cái bộ phim này là vì của ngày xưa mà xong rồi em xem ở đấy là có một anh đóng trong bộ phim đấy thì em mới nhớ hóa ra đúng là anh rồi. Tại lần đầu gặp anh thì đã thấy quen rồi. Không phải, với lại một phần nữa là do anh giống một cái anh diễn viên. Lúc mà anh chưa có sửa mũi á, là anh giống rất là giống một cái người diễn viên truyền hình. Mà ai cũng hỏi anh với anh đó có anh em bà con gì không mà nó giống lắm luôn. Anh sửa mũi hả? Ừ. Nhìn không nhận ra thôi. Nhìn tự nhiên lắm. Nửa lâu rồi. Nhìn mũi như sửa nhìn tự nhiên lắm. Anh sửa bao nhiêu vậy? Hử? Anh sửa bao nhiêu? Không sửa hết trơn, tổng cộng là 110 mấy triệu. Đúng rồi. Bên em cũng không tác bằng bác sĩ á. Anh sửa ở bệnh viện Giang Nam á. Cho nên cũng không tác bằng bác sĩ. Người ta đến sửa nhớ mà. Mũi mũi này mà sửa rồi á thì bà ông lấy ra khác bằng mũi mà chưa sửa lấy ra khác. Tại bên Giang anh đang quay video cho nên là có một số vấn đề bên Giang Nam anh không có chia sẻ trên đây được tại vì do anh ký hợp đồng với nó. Mà nhìn mũi em nhìn tự nhiên được tiếp đi. Bây giờ em ra ngoài ấy, em nhìn tự nhiên là có thể là cao quá. Mũi em nó chỉnh ấy. Mình nhìn thôi là mình đã nhận ra rồi nhưng mà mũi em nhìn mà là không. Nó cao quá nè. Nó cũng cao quá, anh cũng cao quá trời mà. Không nhưng mà nhìn là không nhận ra. Nhìn tự nhiên lắm. Nhiều người đó, nhìn lắm. Nhìn ngắn là mình biết luôn ấy. Là nhìn mũi anh liền. Anh mà không nói là em không biết đâu. Sao không biết được, em nhìn trong cái phim kia anh đóng là cái phim đó là 7-8 năm nay rồi. Cái phim đó là 7-8 năm là lúc đó còn thời Nguyên Thủy đó, chưa làm gì hết trơn. Xấu nữa. Cái gì? Em biết em đập hồi. Là sao? Là em biết em đập hồi. Đâu có gì đâu, bình thường, anh bình thường à. Đâu cần gì đâu phải giấu. Có những người người ta không thích nhưng mà anh bình thường. Em vẫn nói mọi người anh sửa mũi. Lâu chưa? 2 năm mấy rồi. 12 tháng 6 2019. Anh có lấy sụn gì không? Hay là lấy dụng tường.
vô anh lấy sụn sườn ở dưới cái vú anh đó. Dạ mình lấy sụn ở dưới đó xong mình đắp lên trên mũi. Chỉ lên khúc thôi chứ không phải là hoàn toàn. Alo. Dạ. Anh từ đâu rồi anh? Chắc giao đồ quá. Hả? À thôi. Để giao đồ hả? Giao gì? À, đúng, em đặt nước hoa ấy. À tưởng tôi giao của anh rẻ chứ. Vô khu cách ly nè. Sợ. Bữa đi sợ đi luôn á. Bữa xuống nó dồn xuống xe cảnh sát thấy không? Ủa em đang nhìn thấy Hoàng hay tụi. Cái người lái xe nó sợ. Ở dưới đất hôm bữa cái người lái xe nó sợ, nó không, nó đâu có mở cửa lên cho cái bà, cái cô già già lớn tuổi bên đây đi đâu. Trời ơi, bữa dồn bả lên, dồn bả lên nó hết hồn chừng, nó hết hồn chừng luôn. Nó gắn ngồi nó, mà nó chạy xe dần dữ lắm, dần dữ lắm, dần luôn, không thể nào mà ngồi yên được. Ngồi gắn ngồi trên, ngồi bên hông cái xe đó ngồi lỡ đó. Đi về là cho bà hồ. Thì bởi vì em bữa anh định là mang bao tay vô, em nói là chắc là có đồ bảo hộ nên anh nghĩ là có nên đâu có đeo vô gì đâu. Bình thường là em thấy mấy bọn kia là có. Cái xong ra ngoài hỏi sao không có đồ bảo hộ cho mấy người bị F0 em. Cái họ nói là không có đủ để cho nhân viên y tế xài nữa, đâu ra cho mấy F0 rồi. Rồi một cuộc hành trình lên trên xe ra tới chợ Hòa Bình đó, lên trên xe buýt đó, em thấy lên xe buýt 17 người ngồi trên đó. Tại 17 người lên đó rồi xong rồi ngồi nó nói chuyện giống như chợ mà bán sơn đông mãi giỏ vậy đó. Rồi xong Nhật sẽ chia sẻ clip cho mọi người biết là cái cuộc hành trình mà khi mà chúng trả đồ sau khi mọi người điều trị một tuần lễ tại khu cách ly rồi trả đồ xong nha. Mọi người xem được những cái khoảnh khắc này á, mọi người cảm thấy nó còn chấn động thêm nữa. Mọi người cứ nghĩ là hết bệnh không à, xuống trả đồ mà chen lấn đứng sát bên nhau không luôn. Xuống trả đồ còn kinh khủng nữa. Họ mới có 7 ngày mà họ tưởng nó hết bệnh rồi đó. Ôi trời, anh phải đi thiệt là xa, đứng xa thiệt là xa, để cái bị đồ của anh thiệt là xa luôn, mọi người cũng bu lại luôn. Sợ thiệt chứ. Thì đúng rồi. Xịt khẩn cho an toàn đi nha. Vô đó hả? Vừa bước xuống xe xong là hai vợ chồng của cô chú này đo nhiệt độ là thấy bả nặng quá. Chuyển mới về quận 5. Chuyển mới về quận 5 xong rồi. Cái quận 5 nằm bệnh viện được đâu vài ngày đó. Nó thấy ổn, cái nó chuyển qua bà Thủ Đức rồi. Cho bà ở bên mình. Ổng thì vẫn còn quận 5. Nó không chịu vậy? Không. Bệnh viện giải chiến ở gần Trần Bình Trọng á. Ừ. Đâu đó không? Đúng rồi, Nguyễn Trãi. Lên trên xe có cái ông đó, ông không đeo khẩu trang. Lúc F0 á. Thì ra ngoài 5 ngày ông chưa tắm nữa. Trời ơi trời, bó tay mà anh à, cái phòng của anh kế phòng của ổng luôn á. Mà bữa đó nó sắp anh chung với phòng của ổng. Rồi anh xin đổi đó. Mình một ngày tắm 2 lần. Gọi thằng em của thằng, gọi thằng con, thằng cháu của ổng đi qua mượn anh cái móc. Anh thấy gì thôi anh cho luôn. Mượn móc phơi đồ. Tại nó con nít mà nó không biết. Ăn nhiều đi nghỉ đẹp. Nó còn da nó còn hơi cứng cứng nha, dễ ăn. Ông nó bị ngồi lốp xe không phải sao đâu. Ai? Ông nhau gì?
gì vậy? Ông để bánh xe. Shipper tao vì mà bị bẻ bánh xe. Hồi nãy hả? Lúc tao để cho mình á. Rồi. Bị bẻ cô chú Y á. Ông gọi em lại cho em kêu từ 10 phút một tới. Ông ra lâu rồi. Vô trong đó là không có thuốc rang gì chân, mình mới tự lo đó thôi. Hên hôm bữa là anh mua thuốc rang sẵn đó chứ không có thuốc gì chân. Ở đó nữa. Em từng đi vào đó là sẽ có bác sĩ kiểu như là người ta kiểm tra theo dõi sức khỏe mình hàng ngày thôi. Có kiểm tra nhưng mà kiểm tra đo nhiệt á. Nó đo nhiệt huyết áp thôi chứ đâu có làm gì đâu. Giờ đó còn đông lắm luôn. Này nó cũng chở con xe vô chứ. Nếu mà gà luộc thì sẽ ăn cổ cắn chân luộc. Rồi mà giống bà chị của anh, giống gì thấy bữa. Nó thích ăn thì bình thường bà mua về bà cũng bà nấu ăn không vậy. Chỗ nào nhiều xương không này. Giò cánh ăn đi. Có một lần anh với bà chị anh mới đi Hàn Quốc rồi. Tự nhiên thèm quá mua về hai chị em mua một con vịt bự lắm luôn, con vịt Bắc Kinh. Vịt quay Bắc Kinh thì nổi tiếng mà. À. Ăn đâu có hết. Mà đi ăn cái này là không? Cái này là 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 mình làm YouTube á mà cái lượt mình chưa được cái tiết xanh á là mình để ra ngoài mất công rồi, nhiều khi nó cũng bị ảnh hưởng nên là anh phải ẩn. Chừng nào mà trên 50.000 người đăng ký á mình mới hiện nó ra thì nó sẽ cấp cho anh cái tiết xanh đấy là được an toàn, chính thức được phép hoạt động, đúng không? Nó sẽ an toàn cho mình, nó không bị mất. Có thế anh bật cái đấy thì bao lâu được nhận tiền? Bật cái nào? Bật cái mình đăng ký nhận tiền này. Thì anh đủ giờ, anh đủ giờ, đủ sức bài anh ăn là anh bật lâu rồi. Còn cái kênh mới là mới có 700 mấy người đăng ký thôi, còn tới 300 người đăng ký nữa mới đủ bật. Để anh định làm kênh nó gì cho mẹ nó chứ, để gì mốt về quê quay những cái cảnh dưới quê chơi. Giờ người ta thích xem cái quê hơn anh. Em thấy những cái MV ca nhạc bây giờ người ta toàn đóng ở về vùng quê nhiều.
Với lại làm món ăn vùng quê nữa. Em thấy nhiều người xem á, đúng rồi, món ăn miền Tây á. Quay càng thật với lại ít chỉnh sửa thì người ta sẽ thấy thực tế hơn, còn chỉnh sửa nhiều quá, cắt ghép đưa hình ảnh này kia vô nhiều quá thì nó nhìn nó không thật. À, giống như một cái video chỉnh sửa nhiều quá. Này ăn cũng được nhưng mà nó cũng không có xuất sắc lắm. Cái vị của nó thì nó không có một cái gì đặc biệt cả. Đúng rồi. Này còn lại mắc lắm, lại mắc mật trong ngon á. Ngày em có hai cây đo dụng. Cái gì? Lại mắc mật. Lại mắc mật là gì? Để quay lá vịt. Để quay vịt, quay gà nó thơm mà, nó ngon. À. Quay heo á. Quay người ta hay bỏ vô cái vịt. Quay lại mắc mật đắt lắm. Em bán á. Quay không bán được ký, bán được bỏ. Một bỏ là khoảng 10-15 ngàn. Nhà em bán ký, nó ký theo à. Biết cái mắm không? Cái cây mà có cái bông Adiso mà mọi người hay kêu bông Adiso, bông nó đỏ đó. À, cái đó là phải bông Adiso. Em tưởng nó với Adiso là giống nhau. À. Cái đó là cây mắm ở trên vùng cao, vùng của tụi em mà mới có, mới có anh ở vùng của tụi em mới có. Nè em mọc dài đầy. Cái đó kêu bằng cây gì? Cây mà cây chua đẹp. Màu tím đúng không? Đúng rồi. Ờ đúng rồi, nó đâu phải là Adiso. Nhưng mà trong Sài Gòn bán thì để là để cái bảng là Adiso. Tại có một lần anh đi quay phim trên Đắk Lắk á, anh vô nhà người dân đó, cái đồ anh thấy trồng quá trời cây đó luôn. Nấm nó chua gà. Chua cái cà là để ăn chua chua đúng không? Nó có lá nó ít lắm, chủ yếu là cái bông nó nhiều à. Nhưng mà cái đấy là em thấy người ta nấu ăn được chua, nấu nước ăn á, nó canh chua. Cổ anh có bỏ này nè. Có á. Nó là cái hạt nhất cái thực vật á. Với lại anh không thích là người ta khi người ta nấu á, người ta không có bỏ cái gan nó ra. À. Cái gì? Không phải cái gan mà cái gì bên hông nó. Bên hông gì hai bao tử. Cái phổi. Không bỏ cái đó ra. Phổi nó đâu ăn được đâu. Đúng rồi. Gà luộc hay là gà hay là vì mình cũng đều phải bỏ ra này. Nó không bỏ ra. À, xin chào tất cả, chào tạm biệt mọi người nha. Bây giờ nãy giờ video này nó cũng dài lắm rồi cho nên là chào tạm biệt tất cả mọi người. Đây. Hai đứa chào đi, chào mọi người.